Xin chào chị. Chào anh. Anh là anh Hùng ạ? Vâng đúng rồi. Vâng, em Thanh Hoa. Anh Hùng là chuyên dạy làm kênh TikTok ạ? Vâng, em về TikTok và YouTube hai kênh. Và video thì có thể áp dụng được trên Reel của Facebook. Nhưng mà em mà thấy là đăng nhiều trên Facebook nên là nó cứ bị hack nick hay là nào? Không phải là do bị hack. Hack nick thì đấy là do mình cài đặt chế độ. Ví dụ như là... Cái bị mất nick thì sao? Facebook thì thường mình sẽ phải cài đặt hai chế độ, xác thực hai chế độ thì sẽ không bị mất. Còn đăng video thì nó không liên quan đến việc mất hay không. Mà mất là do mình ví dụ kích vào một cái đường link nào đó của một ai đó gửi đến trên Messenger hoặc là trên TikTok. Trên Facebook thì lúc đó mình kích vào thì vô tình mình sẽ nhập một cái mật khẩu vào thì người ta sẽ biết được cái mật khẩu của mình và người ta nhập vào và người ta thay đổi email, thay đổi tên thì sẽ bị mất từ đó. Thế trong trường hợp ví dụ như em thì không nhớ mật khẩu Facebook, em chả vào đâu được tại vì con em nó lập cho em, nhưng mà ví dụ như là em chỉ có đăng bài mỗi ngày, chỉ đăng đúng một bài trên trang cá nhân của mình thôi. Xong sau đó lại hạn chế em nhỉ? Hạn chế là bởi vì đăng bài ví dụ như về bán hàng chẳng hạn thì nó sẽ bị hạn chế, hoặc là đăng cùng một cái mẫu tiêu đề chẳng hạn. Đấy, ví dụ như mình đăng nhưng mà đăng về cái bán hàng hạn thì gần như là nó sẽ bị hạn chế nhiều, bởi vì Facebook nó không như là cái fanpage của mình ấy, mình phải lập một cái fanpage để mình đăng, lập một cái page để mình đăng, ví dụ page nó là doanh nghiệp để mình nơi đó để có thể giao lưu chia sẻ và kinh doanh buôn bán. Còn ở trên Facebook ấy thì nó là một kênh giải trí. Nếu như mình đưa các danh mục bán hàng vào và nó hiểu là bán hàng thì nó sẽ bị hạn chế mình, nó sẽ hạn chế mình. Đấy. Và hoặc là ví dụ như mình đi tương tác bình luận với người khác. Nhưng mà ví dụ như trong khoảng 10 bài hoặc 5 bài mình tương tác, mình thả thứ nhất là thả avatar, tương tác câu nói của mình chỉ là cảm ơn hoặc là hay quá em, nhưng trong 10 lần tương tác đấy thì chỉ có câu hay quá em hoặc là cảm ơn em thì làm sao ạ? Ở cái AI của Facebook ấy hoặc AI của bất hiện tại tất cả các trang mạng đều dùng thuật toán AI để quét. Yeah. Thì họ sẽ hiểu là đó là spam, tức là một đang lập trình trên một con robot để nó tự đấy, nó tự chạy chứ không phải là do chính bản thân mình hoặc bản thân của cái người dùng Facebook ấy đi tương tác với mọi người. Bởi vì khi đi tương tác ấy thì mỗi một lần tương tác nó sẽ rất khác nhau. Mình tương tác với ai là mình cũng không được thả, ví dụ như thả cái avatar cũng không giống nhau. Ví dụ như thả avatar thank you thì lần sau phải là câu cảm ơn, rồi là bạn nói rất hay. Sau câu nói tiếp theo thì bạn nói những cái điều nó ý nghĩa. Đúng không? Thì câu từ nó khác nhau đi. Tức là mình luôn luôn phải thay đổi. Dạ. Chứ mình comment và thả avatar đều giống nhau trong khoảng 5 đến 10 bài viết. Liên tục như thế thì sẽ không tốt. Thứ hai là ví dụ như một ngày mình tương tác tầm khoảng 5 đến 10 bài thôi. Chứ không phải là mình cứ tương tác nhiều quá. Nhiều quá nó bắt đầu nó cũng sẽ tính. Đấy. Bởi vì khi đã đưa AI vào thì nó sẽ không như người làm việc. Bởi vì AI nó quét rất nhanh. Đấy, cho nên mình phải tránh. Vâng. Hiện tại thì chị đã làm từng làm qua kênh TikTok rồi chưa? Chưa, em chưa dùng TikTok. TikTok thì... hôm vừa rồi gặp thằng em, nó bảo là em chỉ quảng cáo trên TikTok thôi mà có tư vấn không hết. Thế bảo thế thì là làm là cho chị có TikTok. Chưa biết làm. Vâng. Để nói về TikTok ấy, thì hiện tại nó đang là xu hướng. Nó không còn là những năm 2021, 22 và đầu năm 2023 nữa. Bây giờ nó có nhiều lượng người dùng và hàng triệu người ở trong TikTok rồi. Vâng. Chính vì thế nó sẽ bóp tương tác lại và nó sẽ quy chặt lại các cơ chế cũng như là những câu từ, những danh mục cần vi phạm cộng đồng. Bởi vì
trong TikTok ấy, nó là cộng đồng văn minh. Cộng đồng văn minh là gì? Tất cả những câu ăn nói, ví dụ câu nói lịch sự, những cái video không có hình như súng, dao, kiếm hay là bất cứ một cái gì đó vật nóng nhạy cảm. Bạo lực là đấy, không có. Đấy. Hoặc là bạo lực đánh trẻ con, ngược đãi động vật, phụ nam đánh nữ thì cũng là bị ảnh hưởng. Cho nên mình cũng phải tránh. Khi làm TikTok ấy, thì đầu tiên mình làm ấy, là mình phải biết được, định hình được mục đích và tiêu đề của mình sau này phát triển là gì. Đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ phát triển được TikTok. Và nó không phải là hiện tại nó không còn dễ làm như trước, nhưng cũng đủ để cho mình làm và phát triển được. Và mình có kinh nghiệm rồi, sau này có một cái trang nó khác, nó mạnh hơn chẳng hạn, thì mình vẫn có thể làm được. Và mình có thể áp dụng được rất nhiều trên những trang công nghệ thông tin và online. Dạ. Chị Hoa là người ở đâu ạ? Em ở Hà Đông. À, Hà Nội, Hà Đông à? Vâng. Hà Nội thì phát triển mạnh lắm. Với quận Hà Đông bây giờ cũng phát triển á. Vâng, thế anh ở đâu ạ? Em ở dưới Quảng Ninh. Trước thì cũng ở trên Hà Nội mấy năm. Trên Hà Nội trước ở trên Long Biên, rồi là trên Giải Phóng, và sau đó ở Đường Láng. Xuống Hà Đông cũng nhiều. Vâng. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ qua về cho chị các kênh TikTok nhé. Vâng. Đây. TikTok đây là đấy. Thứ hai, khi làm TikTok ấy, thì chúng ta phải tránh các vi phạm đó. Và thứ ba, khi chúng ta làm TikTok, đặc điểm đó là phải có công cụ để xây kênh. Và bốn, đó là chúng ta phải chọn chủ đề. Vâng. Và năm, đó là gì ạ? Đúng, đủ, đều. Đây là cái đầu tiên khi chúng ta xác định làm kênh TikTok, đúng không? Đấy. Và bước đầu tiên khi chúng ta làm kênh TikTok chủ đề thì nó thường là ví dụ như chủ đề hot trend, hoặc là chủ đề theo con đường mà chúng ta lựa chọn, ví dụ như tiêu đề chúng ta lựa chọn vào trong ngay. Đây là kênh mà hot trend nhất trong thời điểm này, đó là về AI, DID. Cái DID này thì nó là dùng bức ảnh vẽ chân dung, sau đó thì đưa giọng nói vào, dán text vào và tạo giọng nói, và cái hình người thì sẽ ngồi nguyên, nhưng cái giọng nói và cái mặt thì sẽ có biểu cảm của giọng nói. Đó là DID. Thì cái này nó đang là phong trào và hot trend trong thời điểm này. Nếu như mình chưa có một cái tiêu đề hoặc mình chưa có cách để làm thì mình có thể làm theo cách này. Nhưng mà xây dựng DID thì nó sẽ phải đòi hỏi là mình phải biết tích hợp liên tục tất cả những cái, ví dụ như là các Gmail. Xây dựng Gmail khoảng 5 đến 10 cái Gmail, hoặc là 20 cái Gmail, 30 cái Gmail liên tục để mình làm về cái này. Đó. Và thứ hai, đó là chúng ta tránh vi phạm. Vi phạm thì bao gồm ví dụ như là số điện thoại này của cái cá nhân của mình ấy, hoặc là địa chỉ khu mình, khu vực nơi mình cư trú là cũng không được đưa lên trên tất cả các video của mình, là không được cho cái này. Mã QR, đặc điểm là mã QR là không được luôn nhé. Mã QR của bất cứ một sản phẩm nào mà khi mà con AI của thuật toán TikTok ấy, mà nó quét, nó thấy là nó sẽ báo mình vi phạm. Đấy, thứ ba là tiếp theo đó là logo. Đây, ví dụ như cái logo này. Nếu như đưa lên TikTok ấy, thì về cái điểm mà nó đánh ấy, thì là độ phân giải cũng như độ chuyển tiếp đến người xem sẽ bị giảm. Nó đánh cái logo. Ngoài ra chúng ta trên TikTok ấy, thì không được nhắc đến các trang mạng như Facebook, Instagram, Shopee, Lazada và các trang như là Amazon và rất nhiều các trang bán hàng khác nhau, tức là chúng ta không nhắc đến. Không được nhắc đến những cái gọi là điện thương mại điện tử liên quan đấy. Đúng rồi, tức là nó tất cả các trang thương mại điện tử liên quan là nó sẽ không đồng ý và nó không cho nhắc đến. Khi mình nhắc đến hoặc là mình nói vào sâu cái đấy cả thì nó sẽ đánh là vi phạm cộng đồng. Đấy, bởi vì ở đây chỉ là TikTok thì chúng ta chỉ nói về TikTok thôi, đúng không ạ? Ví dụ tiếp theo đó là hành vi ngược đãi giới tính.
ví dụ ngược đãi động vật và vũ khí như súng, dao kéo, hình ảnh gợi cảm đấy, quay trẻ em một mình, tức là mình quay trẻ em một mình cũng không được mà phải có người lớn đi cùng, hoặc người lớn, giọng người lớn đấy, và vân vân một số cái tiêu đề khác nhau. Hoặc là mình lấy hình ảnh của người khác sau đó mình đăng lại thì nó sẽ đánh là re-up, thì mình không được làm như thế mà mình phải xây dựng video trên TikTok. Thường nó sẽ là khơi nguồn sáng tạo, tức là nó sẽ giúp mình, hoặc là nó sẽ đưa ra những cái cảm hứng để mình có những cái kênh để mình làm sáng tạo và mình xây dựng kênh. Đấy, không xóa kênh này, cái đặc điểm là chúng ta không xóa kênh. Khi chúng ta đưa một video nó lên đấy, chúng ta không thích thì chúng ta có thể chuyển về chế độ riêng tư. Đấy, không đăng video có chứa quay logo này của sản phẩm này, không đăng lại video của người khác, nhạc bản quyền. Về cái phần nhạc bản quyền của TikTok này thật ra nó cũng ít, nó không phải là không có mà là có nhưng rất ít, bởi vì khi chúng ta làm đấy thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ nhạc của TikTok về để chúng ta làm, và có những cái bản nhạc thì khi chúng ta lấy về thì nó vẫn sẽ bị đánh, nhưng mà chúng ta sẽ biết được và nó sẽ thông báo rất nhanh. Về việc chọn chủ đề thì rất quan trọng. Khi mà chị chọn chủ đề nhé, thì chị phải chọn cho mình trong một lĩnh vực mình quan tâm và muốn hướng đến. Cái lĩnh vực này thì bao gồm chị có thể làm trong lĩnh vực của chị hoặc là lĩnh vực của bất kỳ một cái gì mà mình mong muốn để xây dựng theo đúng chủ kênh. Thì quan trọng đó là gì ạ? Chúng ta làm đúng và làm chuẩn. TikTok là phải làm chuẩn, không được làm sai. Làm sai hoặc chúng ta làm thay đổi là chúng ta sẽ bị chuyển mục tiêu và chuyển người dùng ngay. Đấy. Cho nên mình không được làm sai. Đó. Chọn trong lĩnh vực, ví dụ như lĩnh vực thì bao gồm ví dụ như chị làm trong du lịch, hay là chị làm trong lĩnh vực của cái mà chị đi che gieo những cái điều tốt lành trong cuộc sống ấy, thì chị có thể chọn một trong những cái kênh đó, thì là ví dụ như gieo những điều tốt lành ấy, thì chị có thể dùng những chính kiến thức, chính những cái câu nói của mình, chính cái hình ảnh của mình để mình nói lên đó thì sẽ tốt hơn. Nếu như chị đã có kiến thức về những cái điều tốt lành trong cuộc sống gieo cho mọi người ấy, thì mình sẽ quay trực tiếp như này và mình trao đổi ấy, thì sẽ tốt hơn. Và mình đặc điểm nhé trong TikTok này ấy, là gì ạ? Nó luôn luôn hướng đến đó là giá trị của những người xem sẽ nhận được cái gì ạ? Ví dụ như người xem sẽ nhận được những bí quyết gì đó, những bí quyết gì để cho cuộc sống của họ tốt hơn khi người ta thấy những cái bí quyết đấy, những cái điều tốt đẹp đấy đến với mình, thì người ta sẽ yêu quý mình hơn, người ta sẽ follow, người ta sẽ thả tim, người ta sẽ comment, càng nhiều comment càng tốt. Những comment đấy bao gồm những comment xấu hay comment với ý tốt đều được hết, miễn là phải bóc comment đấy. Và mình, người ta sẽ thả tim, thích và sao chép liên kết của mình đấy. Đó là những cái bước mà người ta luôn luôn, người tiêu dùng ấy, à, người xem đấy, người ta muốn, chứ không phải là vào đây mình bán cái gì. Bởi vì khi mình gieo được những cái điều tốt đẹp thì mình muốn bán gì cũng bán được đấy. TikTok đặc điểm nó là thế, và mình phải có được cái này, đó là lên xu hướng. Khi mà kênh của mình lên xu hướng được thì cái lượng người xem cũng như lượng người quan tâm, và khi mình muốn hướng đến một cái điều gì đó trong cái ngành kênh của mình đều rất nhanh. Ví dụ lúc đấy nhé, thì người ta sẽ hỏi là vậy sẽ có những cái comment chẳng hạn là chị hướng dẫn em làm sao để tránh được, để hoặc là để em đi du lịch, hoặc là để em đi xuất khẩu lao động chẳng hạn, đúng không? Được, thì bắt đầu mình sẽ nhắn tin riêng, kết bạn với họ, nhắn tin họ và mình sẽ trao đổi với họ trực tiếp. Đấy, thì sẽ tốt hơn là chúng ta nhắn trực tiếp trên cái video mà mình đang comment đấy, hoặc là mình đang trả lời comment với khách hàng đấy ạ. Hoặc khi mà mình có những câu trả lời đấy thì mình sẽ làm video để mình trả lời, ấn vào cái câu trả lời và có cái phần video mình sẽ trả lời trực tiếp cho khách hàng luôn. Đấy cũng là một cách đó. Và khung giờ đăng đấy, đó là gì? Chúng ta làm xuyên suốt chủ đề, hình ảnh, thumbnail. Like. Hình ảnh đó là gì? Hình ảnh của phía trước của mình, ví dụ như là như em đi, ví dụ như em làm TikTok chẳng hạn, đúng không? Thì cái áo của em chẳng hạn, đây là cái thumbnail, like, đây là thumbnail like phía sau nhé, gọi là thumbnail like nhé. Đây là cái hình ảnh của em. Thì hình ảnh của em đầu tiên đó là gì? Nếu như em ăn mặc trên cái logo của kênh TikTok của mình ấy, mà là lịch sự trang nhã, thì chị phải làm tất cả các video của hình ảnh của mình bằng sự lịch sự trang nhã, chứ không chị không thể làm
đang mặc quần áo trên cái logo của mình là lịch sự, thì chị lại đi làm chân đất hoặc quần áo rách rưới trên một cái chủ đề mà nó không đúng, thì độ cái TikTok ấy nó sẽ không đưa hướng đến tệp khách hàng của mình được. Đấy, ví dụ như chị muốn làm kênh về người nông dân thì chị phải làm mặc áo hoặc là hình ảnh của chị phải đúng chuẩn của người nông dân, thì lúc đó TikTok nó sẽ hướng đến, tức là TikTok luôn luôn hướng đến một cái tệp khách hàng của mình, và tệp khách hàng đấy là tệp khách hàng của người lạ, tức là toàn bộ là người lạ nhé. Đấy. Và khung giờ đăng thì thường ví dụ như video thì chúng ta phải làm thường xuyên, đó là video dọc 6/19. 6/19 là gì ạ? 6 tức là chiều rộng của nó là 6. 6, cao 19. Cao là 19, đó. Và mỗi ngày đăng hoặc trong một tuần mình đăng 5 cái video, tức là một ngày mình đăng được 2-3 cái video thì càng tốt. Đấy, còn mới đầu làm là mình phải đăng được 2-3 video trong một ngày, thì nó sẽ để làm sao TikTok nó nhận diện ra là video của mình đang hướng đến điều gì và trao giá trị gì, bắt đầu nó hướng đến từ khách hàng. Đấy. Và khung giờ đăng thường là sáng từ 9 đến 11 giờ là giờ đăng tốt nhất, đẹp nhất. Bởi sao ạ? Khi đó thì chị em văn phòng bắt đầu mới giải quyết được một số công việc tốt. Bởi vì buổi sáng là 8 giờ bắt đầu mọi người sẽ ngồi và làm việc hăng say. Cho đến 9 giờ thì sẽ có 15 phút giải lao thì người ta sẽ vào tập trung vào người ta xem. Đó. Từ 9 đến 11 giờ là hợp lý nhất. Buổi chiều thì sẽ từ 14 đến 16 giờ, trung bình sẽ là tầm khoảng 13 giờ, à 15 giờ, tức là 3 giờ là tầm giờ đăng đẹp nhất. Hoặc là đăng trước cái tầm 14 giờ này, nó còn phải theo dõi xem là kênh của mình một thời gian đầu sẽ lượng khách hàng như thế nào. Đó. Và luôn luôn nhớ rằng đấy, video trên TikTok đấy, không được đăng các kiểu video. Như ví dụ như chị đi ăn, đi chơi cũng như đăng vào trong cái kênh của mình. Tức là TikTok ấy, nó làm theo đúng và là đủ đều. Là gì? Nó không giống như Facebook ạ. View ở Facebook thì chị đăng kiểu gì cũng được. Nhưng TikTok là chị đăng, ví dụ chị đăng về lĩnh vực của mình là lĩnh vực đi tư vấn du lịch, tư vấn xuất khẩu lao động chẳng hạn, đúng không? Thì chị luôn luôn phải hướng đến. Ví dụ như chị đi đưa những người này đi xuất khẩu lao động cũng được. Đó là video về hướng đến xuất khẩu lao động, đúng không ạ? Chứ không, chị không thể đăng là video đi chơi đây đó hoặc đi picnic hay là đi đâu đó chẳng được, là không được, đúng không ạ? Mà phải video đó liên quan đến việc chúng ta giúp đỡ những người khác đi du học, đi xuất khẩu lao động thì là được đó. Và chúng ta cái cài đặt trang cá nhân này mới lại sửa hồ sơ theo đúng chủ đề hình ảnh thật của mình trên TikTok ID tiểu sử là rất quan trọng đó. Tất cả những cái này đầu tiên là của TikTok là chúng ta phải luôn luôn phải hướng đến và làm đủ. Đấy, các kênh thì bao gồm công cụ xây kênh, thì ví dụ như nếu làm về hình ảnh, mà hình ảnh ví dụ như hình ảnh của mình hoặc hình ảnh của ai cũng được, tức là làm từ hình ảnh tạo lời nói video AI nhé, thì chúng ta có thể làm. Nhưng quan trọng nhất đấy ạ, quan trọng nhất đây là cái quan trọng nhất này, cái CapCut này. Cái CapCut này là tất cả mọi người đều phải có cái CapCut Pro để chỉnh sửa video cho mình. Đấy, bất cứ là ai cũng phải có một cái CapCut, nên cài CapCut Pro. Cài CapCut Pro thì cái mức thanh toán của nó một tháng là 199.000, và 199 ngày này thì nó phải thanh toán qua cái thẻ gọi là thẻ Visa quốc tế, thẻ ghi nợ quốc tế. Mình phải ra ngân hàng mình làm một cái thẻ ghi nợ quốc tế đấy. Thì khi chị vào các trang này thì chị làm được. Như như chị nếu hướng dẫn du lịch là chị có sẽ có cái thẻ quốc tế chưa? Em có. Đấy, xuất khẩu lao động ấy, là mình sẽ có cái thẻ ghi nợ hoặc thẻ thanh toán quốc tế là được. Đấy. Ngoài ra hình ảnh hoặc là chỉnh sửa video thì có Canva. Giọng nói thì chúng ta có VB. Đấy, VB là một trong giọng nói mà nó chuẩn và rất nhiều giọng nói khác nhau. Hình ảnh tiếp theo, ví dụ chúng ta lấy có thể lấy từ Leica này, Reset này, hay là vẽ hình ảnh thì từ Mizuno, Blue Willow này, đó. Đây là những cái mà chúng ta cần xây kênh đây. Và chúng ta phải làm đúng, đủ đều và chuẩn, tức là thắng không kêu, bạn không nản. Tức là ví dụ như kênh của chúng ta đã làm lên xu hướng hoặc là chúng ta đã làm lên mà lượng người xem lớn rồi thì chị nên đi chia sẻ cho tiếp theo những người tiếp theo để người ta cùng xây kênh và người ta cùng phát triển, thì điều đó sẽ đem lại những cái điều rất quý cho chính bản thân mình và mình cảm thấy nó tốt. Hoặc là khi mà chị làm 10-20 cái video mà tự nhiên cảm thấy nó không có lượng người xem đông chẳng hạn,
thì chúng ta không nản, mà chúng ta phải phân tích xem là tại sao chúng ta làm như thế mà nó không lên. Thì mình sẽ phân tích và mình đưa ra những cái bài bản nhất, tốt nhất để mình làm. Và nếu như làm đúng theo chuẩn thì kênh của chị sẽ lên được. Đấy là điều quan trọng nhất, đúng không? Đó. Và đây thì em sẽ vào một kênh TikTok cho chị xem nhé. Ví dụ như giọng nói của chị tốt rồi thì chị không cần phải làm giọng nói của tiếng, mà thật ra là mình sẽ nên làm giọng nói của mình sẽ tốt hơn. Rồi giọng nói của mình thì nó càng ngày nó, khi mà mình làm đấy thì càng ngày mình sẽ tốt lên và mình có nhiều kiến thức hơn. Đây là kênh TikTok của em. Em có mấy kênh, kênh này là kênh nói về Phật. Tám câu nói hay của Đức Phật về cuộc sống. Đây. Đây là kênh em nói về Phật này. Đó. Cái này em đang làm về Phật, Phật giáo. Thì đây. Tất cả đều là chỉnh sửa trên CapCut, lấy tượng về, lấy video về và sau đó mình lồng ghép thế nào để sống mà làm thế nào để sống tạo lớp phủ ý nghĩa. Đấy. Đây là cái kênh mà mình làm hiện tại. Kênh này của em thì cũng đang lên mạnh và cũng được lượng người xem đang đông đảo luôn, lượng follow hôm nay cũng lên đó. Còn đây là kênh làm từ DID. Đây. Đây là kênh làm từ DID nhé. Video này em vừa mới đăng xong này. Video này đăng lúc chiều này. Đây. Đấy. Thì cái này là bắt đầu TikTok sẽ phân phối. Ví dụ như video của mình nào mà nó đạt chuẩn chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ đây. Những cái video đạt chuẩn. Video ví dụ video đạt chuẩn đấy thì đầu tiên TikTok nó sẽ phân phối cho mình là 200 người và dần dần khi mà người ta xem nhiều ấy và người ta xem đi xem lại ấy, thì sẽ bắt đầu tăng lên là 698 và bắt đầu lên 1.000. Đấy. Đây ví dụ video này của em là hơn 1.000 này. Đó. 8 câu nói hay về người phụ nữ thông minh. Đấy, tức là 1,1k người xem nhé. Không tiếc nuối quá khứ. Đấy. Hai, tim là 45 này. Thông minh không vướng tình tay sau bạn. Sau khách liên kết là 9 này. 3. Bình luận là 4. Thông minh không sống tựa dẫm vào đàn ông. Đây. Còn khi mà đây. 8. Ví dụ như chị muốn làm về một kênh nào về du lịch đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm này, mình sẽ vào đây tìm kiếm nhé, chị vào TikTok nhé. Đó, chị tìm kiếm một kênh ví dụ như là lĩnh vực của chị là tư vấn đúng không? Tư vấn du học. Đây này, tư vấn rất nhiều này, tư vấn du học Nhật này, du học này. Đấy. Chị thấy cho chị lên cái kênh của cái chủ đề của chị làm rất nhiều đây. Các chủ đề đây. Đấy. Đây ví dụ như này nhá. Em sẽ mở này. Một điều mà cái công ty du học sẽ không bao giờ nói cho bạn biết. Các bạn nào chưa biết mình tên là Phương, mình đã du học ở Úc được 6 năm và đây là những cái mà mình nhận ra là sau 6 năm du học mà rất nhiều cái bạn học sinh mắc phải. Mình biết ở Việt Nam khi mà mọi người muốn đi du học thì mọi người sẽ đến một cái công ty du học tư vấn, bạn sẽ nói là bạn muốn đi du học năm thứ mấy, bạn muốn học ngành gì, bạn giỏi môn gì và sau đó công ty đó đây rất nhiều bạn các sao? Vấn đề về du học mà cho... thế nhá. Đó. Bạn đang quản lý du học nhưng chưa biết lựa chọn công ty cần phải như thế nào. Vậy thì 4 phút sau đây chỉ là dành cho bạn. Thứ nhất, phải dựa vào tính minh bạch và uy tín của công ty. Công ty tư vấn du học phải được đăng ký và cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải công khai địa điểm hoạt động cũng như là số điện thoại liên hệ của giám đốc. Thứ hai là lộ trình tư vấn du học phù hợp, minh bạch. Các trung tâm uy tín sẽ đưa ra một kế hoạch du học phù hợp với khả năng học vấn cũng như là tài chính của du học. Đấy nhá. Sau một thời gian tư vấn du học và mentor app vào thì đây là chính là những cái kênh mà chị có thể, ví dụ chị lập kênh TikTok, chị sẽ vào đây để chị xem mà chị đầu tiên đấy nhá. Ví dụ em sẽ hướng dẫn kênh này, sau đó em sẽ bắt đầu hướng dẫn, em sẽ vào điện thoại để hướng dẫn chị cách để xây kênh nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu qua cái này. Khi mà chị đấm vào một cái, khi mà chị xây kênh xong nhá, chị vào cái mảng mà tư vấn du học của chị chẳng hạn đúng không ạ,
để không đấy thì chị sẽ nhìn thấy này, cái đây là lượng xem là 45.000 người này, 900k xem này, lượt sao chép liên kết là 74, thì chị sẽ vào đây chị ấn sao chép liên kết này, chị thả tim này, chị bình luận này, đấy chị ấn lượt thích này, đấy là bốn cái mà từng cần làm. Đầu tiên là thả tim, bình luận, ấn lượt thích và sao chép liên kết. Mỗi một ngày mình sẽ đi tương tác tầm khoảng 5 đến 10 cái video như này. Đấy thì tầm khoảng mình bỏ ra tầm khoảng 15-20 phút là đủ. Ví dụ như thế đấy, chị sẽ đưa vào này. Hoặc lĩnh vực tiếp theo đúng không ạ? Đó là gì ạ? Của chị cái mà chị đang muốn chia sẻ là cái gì về chưa? Em tập trung vào du học Hàn. Tức là tập trung vào du lịch Hà, du học Hàn. Hàn nói gì? Chứ chúng ta không xây kênh về nói về cái kia đúng không? Không. Rồi ok, du lịch nhá. Du học. Du học Hàn này. Đây là những kênh về du học Hàn này. Đấy. Bởi vì mình chỉ đánh ở đây này, thì rất nhiều kênh người ta sẽ nói này. Đấy, ví dụ như cái này là 7 triệu lượt xem này. M là triệu nhé. Của Hàn Quốc của mình như thế nào? B là tại sao mình lại lựa chọn trở thành một số sinh Hàn triệu, Quốc 7 triệu học cấp 3 sau khi tốt nghiệp xong, điểm tốt nghiệp của mình thấp quá, mình học khối D, chuyển toán văn anh, mình chỉ được 17 điểm thôi nên là mình quyết định không học đại học ở Việt Nam. Một phần là vì gần nhà mình cũng có nhiều anh chị đi Hàn. Đấy thì những cái này là rất quan trọng khi mà chị làm nhé. Và bây giờ em sẽ đưa chị vào, em sẽ vào điện thoại. Thì em sẽ hướng dẫn chị làm kênh. Khi mà hướng dẫn này thì chị có thể ghi chép lại cho em nhé. Em sẽ gửi cái sở. Chị Hoa là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh 1980. À thế là chị hơn em 4 tuổi, em sinh năm 86. 86 à? Hơn 6 tuổi. Vâng. Cái Zoom buổi hôm nay học thì em cũng sẽ ghi lại và em sẽ gửi lại cho chị để chị xem, để chị làm luôn. Thì chị xây kênh cho em, nếu mà ví dụ du lịch Hàn Quốc thì chị luôn ghi luôn là du lịch Hàn Quốc em. Tập trung là du học Hàn Quốc luôn. Cứ tập trung đúng chủ đề của mình mà làm. Bởi vì tập trung đúng chủ đề cũng tốt mà chị. Nó có nhiều cái hay. Khi đó mình có, chị có kiến thức về cái đấy rồi thì chị làm chia sẻ nhanh lên. Đấy. Đầu tiên em sẽ chia sẻ màn hình này. Đầu tiên nhé, ví dụ như là chị dùng iPhone hay là dùng điện thoại Samsung ạ, hệ điều hành Android ạ? iPhone đúng không ạ? Chị vào App Store nhé, chị... hoặc là trên điện thoại hình như có, nó có cả TikTok rồi đấy, thì chị vào cái TikTok này. Đầu tiên chị vào TikTok nhé. Rồi. Người thường bảo trần gian là cõi tạm, ghé một lần lâu. Cái này là em đăng kênh của em thì hiện tại rất nhiều người đang đấy, thì em sẽ... những câu nói ý nghĩa của Đức Phật nghe mà thấm. Thì ở trên TikTok ấy, đầu tiên chị lập ấy, thì nó sẽ có, chị vào cái chỗ mà ở trên cùng ấy nhá. Đây này. Ở trên có cái ví dụ Hùng Hạ Long, xong có cái dấu V tích này. Chị ấn vào đấy cho em nhá. Hoặc TikTok này. Rồi. Đó thì chị vào đây này, ở bên dưới cùng nó có cái chữ thêm tài khoản nhá. Thêm tài khoản này. Đó, thêm tài khoản này, sau đó thì chị thêm tài khoản khác hoặc đăng ký, thì chị ấn vào thêm tài khoản khác này, hoặc là chị ấn vào đăng ký nhá. Nếu chị chưa có TikTok thì thường nó sẽ ấn vào tài khoản đăng ký chẳng hạn. Thì chị đăng ký, chị ấn tiếp tục với Google, chị có một cái tài khoản Gmail nhá, hoặc là số điện thoại của mình. Thì chị thường là mọi người sẽ hay dùng Gmail và em cũng dùng Gmail. Thì em dùng Gmail thì em sẽ ấn vào tiếp tục với Google.
Còn kênh chính của chị thì chị có thể dùng số điện thoại cũng được. Đấy. Thì ấn vào đây. Rồi sau đó chị chọn một, sử dụng một tài khoản khác. Hoặc là nó sẽ đề xuất cho chị một trong những cái Gmail này. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là Gmail của em nó sẽ đề xuất cho em một cái Gmail chính là Hùng86Nguyễn chẳng hạn. Thì chị ấn vào đây. Chị ấn vào cái Gmail này. Đó. Và bắt đầu ạ, nó sẽ hướng dẫn chị. Đầu tiên, chị phải nhập ngày tháng năm sinh. Ví dụ như ngày của em đây. Đó, và năm. Kênh TikTok đầu tiên mà chị lập, chị phải lập chuẩn cho em nhé. Rồi sau đó chị làm là ấn tiếp. Đó, thì sau đó nó sẽ hiện lên đấy, khi nó đã lập xong rồi này, thì nó sẽ hiện lên như này, đúng không ạ? Thì chị vào sửa hồ sơ này nhá. Nó hiện lên các follow, chị cứ tắt hết cho em. Tắt cả cái chỗ này, thêm số điện thoại cho phép người trong danh bạn tìm thấy bạn trên TikTok này, chị cũng tắt đi này. Chị vào sửa hồ sơ này cho em. Đúng không ạ? Chị tải một cái hình ảnh của chị lên. Đấy, rồi. Tải một cái hình ảnh lên, ví dụ như một hình ảnh nào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Để em tải một cái hình ảnh nào đó lên, sẽ làm từ đầu cho chị, hướng dẫn từ đầu nhé. Chú ơi, vào đây mày bảo. Đây này, ở đây nhá. Khi mà chị tải hình ảnh lên rồi đúng không ạ, thì nó sẽ báo là đăng ảnh này lên nhật ký. Nếu chị không muốn đăng thì chị tắt cái dấu V đi, đúng không ạ? Mà chị chỉ lưu thôi. Đấy, ví dụ lưu thôi, chúng ta không đăng lên nhật ký, chúng ta lưu chẳng hạn. Đó. Và tiếp theo đó là tên của chị. Chị lấy một cái tên nào đó, ví dụ như tên của cái này là ví dụ như tên của em. Em sẽ đặt là Mạnh Hùng chẳng hạn. Cái này nhá, chị nhớ là khi mà chị đặt tên là chị phải đặt tên chuẩn của mẹ chị nhá. Bởi vì khi đặt tên xong rồi đấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 30 ngày sau chị mới được thay đổi tên khác. Chính như thế, ví dụ chị lấy, chị có thể lấy là Hoa Du Lịch chẳng hạn. Đấy, đúng không ạ? Rồi, em sẽ lấy là Mạnh Hùng đi. Sau đó thì sẽ đây này, đặc biệt danh này. Bạn chỉ có thể thay đổi biệt danh 7 ngày một lần. Tức là 7 ngày sau chị mới thay đổi lại một lần nhá. Đấy. Và tiếp theo, ở đây nó có cái kênh gọi là TikTok ID. Đây là cái mà chị phải đặt chuẩn này. Đó. Ví dụ như sẽ là Mạnh Hùng. Đó, sau đó thì mình sẽ thêm vào là cái gì nó hợp lý. Bởi vì cái này chị đặt là phải 30 ngày sau mới được thay này. Đây này, nó ghi này. Bạn có thể thay đổi TikTok ID của mình một lần trong mỗi 30 ngày. Tức là 30 ngày sau chị mới được thay đổi cái này nhé. Đấy, chính vì thế chị phải đặt chuẩn cho em này. Đấy, em sẽ cứ đặt như này đi. Sau này em sẽ thay sau, bởi vì cái này thật ra là em sẽ giới thiệu với chị thôi. Đấy, khi mà đặt lên là nó sẽ trùng, ví dụ trùng thì nó sẽ hiện lên là tên người dùng này không khả dụng này. Thì chị tiếp tục chị đặt thêm, ví dụ chị lấy thêm những cái từ ngữ của mình vào. Đấy. Ví dụ như 1186 chẳng hạn. Đó thì vẫn chưa được này. Thì chị về 1 nhiều cái. Đấy, khi nào mà nó hiện lên cái tích V xanh này nhá. Và nó hiện lên như này của chị. Đó, chị nhìn nhá, thì mới được nhá, chị ấn vào lưu này. Đặt TikTok ID này. Và tiếp tục chị xuống, nó là gì ạ? Tiểu sử.
cái tiểu sử này nó có gồm 80 từ. Ví dụ như chị làm về một kênh du lịch chẳng hạn, thì chị chỉ cần ghi là chuyên viên tư vấn hoặc là chia sẻ những kiến thức về đấy, về cái lĩnh vực của chị đấy, đúng không ạ? Đấy, thì ví dụ như là chia sẻ những kiến thức ý nghĩa cho việc đi học hoặc đi du học tại Hàn Quốc chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như thế, chị làm một cái tiêu đề hoặc là một cái gì đó trong vòng 80 từ nó hợp lý nhất và nó hay nhất. Tức là từ 80 từ trở về, chị đặt càng ngắn gọn và càng xúc tác hoặc là ý nghĩa thì càng tốt. Đấy. Đó, ví dụ như chị đặt như thế này này. Ở một đoạn này thôi, chứ không cần đặt nhiều, để khi mà lưu vào này. Sau đó cái này thì tiểu sử này thì chị có thấy thay đổi được, nhưng mà khi mà đã xây kênh và khi đã đăng video rồi thì sẽ không thay đổi nữa. Chị chỉ cần thay đổi trong những thời gian mà chị đi tương tác với mọi người trong vòng tầm khoảng 3 ngày chẳng hạn, đấy đúng không ạ? Đó. Rồi sau khi đã xong rồi đúng không ạ? Ở đây nó có một cái phần đó là AI tạo ảnh đại diện, nhưng mình sẽ không cần làm đấy. Đó. Thì nó sẽ lên như này, đây, nó hiện lên luôn này, nó hiện lên luôn TikTok của mình, Mạnh Hùng 8611 luôn này, hình ảnh này, đúng không ạ? Và cái câu tiểu sử của mình, đó là gì? Sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng luôn. Chỉ cần như này cái là, cái con AI của TikTok nó sẽ hiểu là, à, bạn này đang làm về một cái lĩnh vực về sáng tạo và khơi nguồn cảm hứng, tức là sáng tạo một cái gì đó trong nguồn cảm hứng, thì nó sẽ nhận diện dần, và khi mình đăng video lên, thì nó mới bắt đầu nó nhận diện trực tiếp, đúng không ạ? Sau khi chị xây dựng kênh xong rồi thì chị không đăng bất cứ một video nào nhé, nhớ là không đăng video nào trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày. Trong vòng 3 đến 5 ngày này chị làm gì? Chị ấn vào trang chủ, chị ấn vào trang chủ này cho em. Rồi sau đó chị ấn vào đây nhá, chị xong chưa? Của chị xong chưa? Chị ghi xong rồi nhá. Bây giờ em sẽ nói tiếp nhá. Đó là gì? Chị vào cái kính lúp này, kính lúp tìm kiếm ở bên trên cùng nhá, dành cho bạn này. Chị ấn vào đây. Chị ấn là du học, đúng không ạ? Đấy thì đây này, du học Hàn Quốc nó sẽ hiện lên luôn này. Đấy. Thì chị ấn vào đây. Những ai thì đủ điều kiện để đi du học Hàn Quốc. Đó thì nó sẽ ra các kênh về chuyên về lĩnh vực du học Hàn Quốc, đúng không ạ? Thì khi chị xem video, chị kéo ví dụ như xem video đến tầm khoảng 80%, đây ví dụ như 80% video rồi đúng không ạ? Thì bắt đầu chị vào ấn cái mũi tên này, nó là gọi là gì? Sao chép liên kết, thì ấn, chị ấn vào đây nó hiện lên sao chép liên kết, chị ấn vào sao chép liên kết, đúng không ạ? Đây. Đấy, sau đó chị ấn tiếp, đó là gì ạ? Lượt thích và bình luận, thì chị ấn vào đây, em cũng muốn đi nhưng không biết tiền sẽ như thế nào đấy, đúng không? Thì đấy, ở đây nó có rất nhiều những lượt comment, thì mình cũng ấn vào đây và mình comment, tức là mình phải ấn comment và ấn comment các câu từ đúng như này chị nhé, chứ mình không được viết tắt, cũng như không được thả tim hay là thả những cái hình ảnh avatar như thế này. Với TikTok nó sẽ không nhận diện những cái này, mà nó phải dành cho những người là gì, muốn đi nhưng không biết tiền sẽ thế nào, tức là mình phải có câu từ ở đây, đúng không ạ? Sau đó mình đã ấn bình luận xong rồi thì mình ấn lên và mình thả tim ở đây, ví dụ như thả tim vào như này, đây là thả tim nhá, chị ấn vào thả tim và một ngày chị đi tầm khoảng 5 bây giờ các bạn bước qua cái hành trình 5 năm không nên chọn ngành nào nếu bạn đi đó, thì trong vòng 5 đến 7 3 đến 5 ngày chị liên tục đi tương tác với lại tất cả các video này cho em. Chị cứ chọn những video nào có xu hướng nhá. Xu hướng là gì ạ? Là nó lên tầm khoảng 22.000 hoặc là trên mười mấy nghìn lượt tim như này. Thì chị cứ ấn vào cho em nhá. Thì chị ấn vào tương tác lại với video người ta. Chị cứ xem video. Ý là cân nhắc. Một. Tầm khoảng 8. Bí mật quốc gia mà. Hàn Quốc có rất nhiều ngành học thú vị. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý rằng. Đấy, 80% video rồi thì chị bắt đầu đi sao chép liên kết. Chị ấn lượt thích, bình luận
và ấn tìm, thế là xong. Chị tầm một ngày chị tầm khoảng đi tầm khoảng mấy video cho em đó. Ngành học nào quen chọn rồi, và sau đó thì chị sẽ tiếp tục, đó là làm nguồn để làm video. Làm video thì chị sẽ vào, chị đã dùng CapCut chưa ạ? Rồi chị bị bấm. Chị chưa dùng gì cả. Thế là tức là chị cũng chưa có CapCut đúng không? Ừ, chưa. Rồi TikTok xong rồi thì chị vào App Store, chị tải cho em cái CapCut này lên, CapCut nha. Nó tên CapCut như là thường là gì, mọi tên khi mà chữ đánh là CapCut. Chị tải CapCut lên thì nó có về cái phần chỉnh sửa video. Thì khi mà bật lên thì nó sẽ là muốn dán từ TikTok chẳng hạn thì chị ấn cho phép. Đúng không ạ? Đó, ở trong này thì nó sẽ có vào cái dự án mới này. Thì chị sẽ ấn vào đây để vì chị thêm video vào. Đầu tiên bây giờ em cần ấy, chị sẽ làm từng bước một đến khi nào mà ví dụ như ngày 1, ngày 2 chị sẽ bắt đầu làm video chẳng hạn, thì chị chuẩn bị cho em một lượng content và làm video quay, thì lúc đó em sẽ bắt đầu giới thiệu cho chị cách làm CapCut, đúng không ạ? Đấy. Làm CapCut thì đầu tiên đúng không ạ, em sẽ lấy một video thử. Cái video này là em đã làm sẵn rồi. Đây, ví dụ như chị quay nhá. Người yêu ơi anh muốn. Ví dụ như chị quay thì chị phải lấy làm sao được cho em một cái thumbnail là hình ảnh đẹp ở phía sau, là cái thumbnail, chị lấy bất cứ một cái thumbnail nào cũng được, hoặc là chị quay góc nhà của chị cũng được, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ không sáng. Nó không dính một cái logo chẳng hạn, đúng không ạ? Hay bất cứ một cái địa chỉ hay là một cái gì đó, ví dụ đường sau mà có dao kéo hay là bất cứ vật khí dụng nào là không được có. Tức là phải một cái bờ tường trắng hoặc là một cái góc trắng của chị. Đó. Đây là chị có một cái vườn hoa trước kìa. Trời ơi, quá đẹp đúng không? Chị quay ở vườn hoa đấy. Nhưng mà vườn hoa thì cũng phải nhớ là cất cái kéo cắt hoa đi nhá. Không cất kéo cắt hoa đi mà tự nhiên lại có một cái kéo ở đấy, nó nhìn là tự nhiên là bị đánh vi phạm ấy. Đó. Thì chị quay đấy ạ. Sao lại mất tiếng à? Không, em đang chờ chị, em thấy chị đi đâu. Đấy, chị quay nhá, thì chị nhìn hình này. Tức là cái khuôn hình của chị nó phải đặt ở giữa trung tâm và to rộng nhất để cho hợp lý. Đây, chị nhớ, nhìn cái khung hình mà em đưa vào này. Tức là gì? Cả thế giới biết một điều. Là cái thumbnail hình của mình nó phải chuẩn như này. Người yêu ơi anh muốn. Và chị quay chị nói đấy. Thì chị chỉ cần lấy từ ở dưới bụng hoặc ngang bụng này, chị ấn lên trên mặt thôi, mà chị không cần lấy nhiều. Tức là chị lấy cái này và mắt của chị luôn luôn là nhìn thẳng vào. Nhá. Nhìn thẳng vào cái điện thoại, nhìn thẳng vào mình nói thì nó sẽ rất hợp lý hơn. Đó. Ví dụ đây. Đây là cái mà trước em quay này. Đây, khi mà quay đấy thì đây là, vậy là hôm nay này. Các bạn và cái tầm người mình là gì ạ? Tầm ngang giữa ngực cắt lên nó sẽ rất đẹp đó. Và nếu mà chị quay đấy thì em bảo chị cứ quay ngang hết cho em video, sau đó vào trong CapCut thì chị chỉnh sửa lại thành video dọc. Bởi vì CapCut nó sẽ có chế độ 6:19, lúc đó mình sẽ đưa và mình kéo lên thì nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là chị lấy một cái thumbnail phía sau thì làm sao để tránh là khi mà cái này đấy, khi mình giải độ phân giải và mình giãn ra cái là nó ra hết toàn bộ màn hình cho mình, và mình không, ví dụ mình xóa nền chẳng hạn, mình xóa nền CapCut nó có chế độ xóa nền đằng sau, xóa toàn bộ đằng sau đi thì nó sẽ không bị các ngấn hoặc là các kỹ năng xấu ở xung quanh người mình nữa. Đấy, thì cái CapCut sẽ dần dần mình sẽ làm dần và chị sẽ bắt đầu tiếp thu dần những cái đấy. Đấy, ví dụ đây này, tất cả những người quay nhá, chị nhìn này. Nếu đang dùng ChatGPT thì bạn nhất định. Đó, tức là người qua, người ta luôn quay này.
phía sau là ví dụ như là chị có cái phông bạc đẹp, phông chẳng hạn phông xanh hoặc phông gì đó cũng được, không cần phải phông gì đấy. Và quay là thường là gì, từ ngang ngực, ngang người trở lên người ta sẽ không quay hết, bởi vì quay hết thường là nhìn sẽ xấu. Và quay hết thì chị phải quay là gì, chị đi ngoài vườn, chị làm cái gì đó ví dụ chia sẻ về trồng vườn thì chị mới quay hết được, đúng không? Còn quay mà chia sẻ thực tế thì chị luôn luôn phải quay vào cái camera sát mình, để làm sao thứ nhất là cái người mình không bị thụt sâu, phải biết website không bị thụt sâu xuống dưới. Ví dụ như người mà thụt xuống tầm chữ cái đầu, mà đầu của chị chẳng hạn, mà nó ở mãi dưới chữ website và người của chị thụt xuống thì cái hình ảnh đấy của chị sẽ bị kém chất lượng, và cái TikTok nó sẽ không nhận diện và nó sẽ không phân bổ người xem cho chị nhiều đó, chị hiểu không ạ? Đấy, cho nên là luôn luôn là gì, cái hình ảnh của mình quay là mình luôn luôn là mình phải lấy đều đủ và chuẩn, tức là gì, không được lấy một cái gì đó mà nó thụt xuống hoặc là có video lại trồi lên hoặc đang ngồi mà nó rung nhiều, đúng không ạ? Và cái đặc điểm là khi chị lấy một cái zoom lại phía sau này là thì toàn bộ sau này ví dụ như 20 cái video hoặc một loạt các video của chị là luôn luôn phải có như thế này, tức là chị phải làm như thế này luôn. Và cái màu áo cũng là một trong những cái mà chị cần phải để ý là gì, chị mặc một cái áo, chị chọn cho em một cái áo nào đẹp nhất, chị quay cho em liên tục trong ví dụ trong một ngày chị quay cho em khoảng 5 đến 10 cái video, sau đó chị cắt ra chỉnh sửa sau, thì tất cả các màu áo đều phải giống một màu áo, ví dụ như màu trắng đẹp chẳng hạn hay là hồng hạn thì chị luôn luôn lấy cho em là một màu áo hồng đẹp và cứ thế dùng cái màu áo ấy thôi. Ví dụ như một ngày chị quay với tầm khoảng 20 phút về video chị nói, sau đó chị cắt dần ra, chị cắt ra, chị ghi ra tiêu đề đấy, chị cắt ra và bắt đầu là chị cắt ra từng đoạn một đấy. Ví dụ như một video trung bình như bây giờ TikTok nó sẽ là gì, ưu tiên những video từ 1 phút trở lên đấy, thì chị cứ quay cho em, quay và mình nói những cái gì kinh nghiệm mình có rồi, sau đó thì mình sẽ làm. Ví dụ như là 3 điều nên tránh khi đi du học Hàn Quốc chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là 5 điều chẳng hạn, thì bắt đầu mình sẽ chia sẻ 5 điều đấy, sau đó mình kết thúc thì mình tiếp tục là mình sẽ lại lên một ý tưởng là những điều không nên khi đi Hàn Quốc chẳng hạn, hay là những cái cần tránh, hay là khi bạn sang Hàn Quốc bạn cần phải đem những thứ gì sang đó chẳng hạn, hay là nên đến những nơi nào để chúng ta có thể có những cái tư vấn tốt nhất để đi du học chẳng hạn, đúng không ạ? Chị luôn luôn có những cái tiêu đề riêng của mình, và cái tiêu đề đấy thì chị chuẩn chuẩn bị cho em tầm khoảng 5 đến 10 content, tức là nói trên 1 phút hợp lý nhất, chỉ cần nói trên 1 phút thôi, không cần nói dài quá, cũng không cần không không nên nói ngắn quá, bởi vì nói ngắn quá bây giờ nó không gãy nghĩa và không có nhiều cái điều tốt mà TikTok nó không muốn phân phối những cái đấy nữa rồi, và nó sẽ ưu tiên lên từ 1 phút trở lên đấy. Thì chị cứ làm cho em như thế, ví dụ ngày mai chị cứ quay cho em tầm khoảng mấy cái đó, đầu tiên chị lập kênh cho em, chị đi tương tác, sau đó chị tải CapCut về và chị quay cho em mấy cái video, rồi sau đó chị sẽ gặp em và sẽ ngồi trực tiếp làm trên Zoom, em sẽ hướng dẫn chị làm sao edit được cái video của chị nó hợp lý và đẹp nhất đấy, được không ạ? Đấy. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ tắt chia sẻ màn hình và em sẽ chờ các chị cần gì hỏi thì cứ hỏi nhé. Ừ, thì phải thực tế đã, đến đâu thì hỏi đến đấy. Thì bây giờ chị lập kênh kênh TikTok đi. Chị em sẽ cho chị chia sẻ màn hình và chị chia sẻ điện thoại luôn, và chị lập kênh luôn đi. Em sẽ hướng dẫn chị luôn làm luôn. Đúng không ạ? Được, như chờ tí, máy nó đang hết pin. À thế à? Máy đang hết pin là chị. Thế thì chị phải nạp pin rồi. Sạc. Thì chị cần gì không? Cần chị cần hỏi gì để rõ Bây giờ không? thì là Bây giờ thì cứ lập TikTok trước đi. Mình cũng muốn làm những cái xây kênh trực tiếp như này lâu rồi. Vâng. Ừ. Đấy, cái kênh trực tiếp thì nó có lợi hơn là chị làm kiểu kiểu DID như của em.
Đấy, BID như của em thì đôi khi là nó sẽ có cái lượng mà người tương tác nó sẽ không cao như là trên kênh TikTok và trực tiếp. Đó. Tại vì đợt này nó cũng có cái mình cũng có cái quán cà phê nó khá sáng, buổi sáng mình cũng thích quay, À, thế ạ. muốn làm. Vâng, thế thì đẹp quá. Nếu ví dụ quán cà phê thì lại là một cái không gian quá đẹp rồi. Nhưng mình phải quay vào cái không gian mà nó không có những cái đồ dụng cụ gì đó nhé. Không, Cái cánh. Cà phê cũng bây được. giờ sẽ bắt đầu tải TikTok nhá. Vâng, chị tải TikTok đây. Chị tải TikTok và chị tải cả các cáp đây. Tại hơi Chị nhiều. vào App Store chị đánh TikTok cái là chị tải về thôi. Chị chia sẻ màn hình trực tiếp đi. Em bảo hướng dẫn cho. Đây rồi, đang vào đây. Bên ngoài có thể thu những sự thông minh và sức mạnh. Ngoài chỉ là một phần nhỏ. Có rồi. Thời gian sinh nhân trong gia đình là màu sắc sự tự tin nét đẹp đẹp. Đúng rồi. Này thì chắc là hết gì rồi.
tự nhiên chạy ra mất. Sao tự nhiên lại thoát là gì? Biết rồi. Sao? Cắn vào đó. Cắn vào gì đó. Rồi thì ở trên màn hình chị đấy, nó có một cái phần chia sẻ màn hình đấy, chị kéo sang trên Zoom đấy. Biết rồi. Có mũi tên thì chia sẻ màn hình. Không, thế là wow. Ờ ơi. Chị ấn vào chỗ trò chơi ứng dụng ấy, chị ấn TikTok mà nó sẽ lên luôn. Đấy đấy, nó hiện lên nó TikTok đấy. Rồi chị ấn vào cái mũi tên, chị kéo xuống và ấn cả luôn cái cắp cáp chỉnh sửa video, chị ấn nhận luôn xem. Lâu đấy yeah. Vâng, do là máy của mình chắc cũng có nhiều phần nữa, bởi vì tùy theo có máy nhiều chắc là của chị nhiều video hoặc là của chị nhiều ứng dụng ấy, thì nó dẫn đến là gần đầy rồi ấy. Gần đấy máy thì gần đầy rồi. Vâng đấy, mấy lần bị đầy rồi. Ở trên máy điện thoại ấy, nó có một cái phần chị vào YouTube đấy để chị tìm. Nó tải trên máy tính được không nhỉ, TikTok ấy? Trên máy tính cũng có, nhưng máy tính sẽ làm khó hơn. Và thường là mình edit video là tất cả đều trên điện thoại chị, trên điện thoại dễ làm hơn. Trên điện thoại nó dễ làm và nhanh lắm. Trên máy tính thì cái cáp chị phải nó sẽ khó hơn. Em làm các trên máy tính em biết rồi, nó không nhạy và không nhanh như là trên điện thoại. Chỉ sửa video. Thế là bố mẹ hai đứa mình à. Bật quạt cho mẹ. Đấy, có con gái thì tạo TikTok nhanh không? Bảo con gái tạo. Sẽ là... Bật quạt được. Ông ơi. Dạ. Mai làm tiếp nha, chị mệt quá, chị buồn ngủ quá. Vâng, ok chị, vậy cũng được. Thì chị tải TikTok đi, xong là em sẽ gửi cho video nhé. Thì chị sẽ lập theo đúng thế. Với lại chị bảo con gái chị làm cho nhanh mà. Nhá. Con gái thì lập TikTok nhanh không có gì đó. Ôi, đăng nhập. Rồi. Đăng nhập Facebook trước. Thế nhá. Chào chú. Vâng, ok. Chào chú. Vâng, chào vâng. Chú ạ. Ừ, chào cháu. Đó thì chị tải đi, xong là có gì cần hướng dẫn thì báo em nhé. Ừ. Vâng. Chị cảm ơn đến nay mai chị dành thời gian. Vâng, mai vâng. Bận cả ngày, mai kia bận. À thế à, thế thì phải để hôm khác một tuần mai, cũng, mai em cũng phải có lịch đào tạo tí ạ. Mai có mấy rồi tôi để đâu là vướng mắc đâu, xong rồi chị lại hỏi dần nhé. Vâng.
ví dụ như vướng mắc đâu thì chị cần hỏi, chị hỏi luôn thì em sẽ, ví dụ như cần mở Zoom thì em sẽ mở Zoom ra để chia sẻ với chị đấy, không lo đâu nhé, cứ làm thì cứ làm, và khi mình làm đúng đủ đều và chuẩn thì nó sẽ kênh của mình sẽ lên được và nhanh. Còn nếu như mà mình làm mà nó không chuẩn, không đủ, không đều đấy thì nó sẽ không lên được, bởi vì TikTok nó sẽ phải nhận diện AI, nó sẽ có một cái con AI thông minh ấy, nó nhận diện kênh của mình luôn và nó phân phối cho những người xem đấy. Thì chị cứ để ý và cứ làm xây kênh đi, chị cứ lập kênh đi nhé, bởi con gái lập cho. Vâng rồi. Okay. Thế đã, chị cho đi đọc ngủ. Vâng ạ, vâng. Chào trai. Vâng, cảm ơn mình. Vâng. Yeah.